Em xin chào tất cả các bác nha. Nay em lại giới thiệu đến các bác một chiếc xe Rav cổ của Nhật. Chiếc này là của hãng Panasonic, sườn thép chromo, có cái size ống đứng đo tâm là 50, ống ngang tâm 51 nhé. Em nhắc lại cái size của nó là ống đứng em đo tâm là 50, tâm trục giữa nên những cái tâm ống ngang thì là 50, còn tâm ống ngang ở trên là 51, còn đâu đo ống đứng từ tâm trục giữa nên đến chỗ bắt cổng yên là 51 nhá. Bây giờ em quên, và chiếc này nó có đi bộ group Shimano 105 1050 cổ điển, 2 đĩa và 6 lít. Và trên con xe này nó có một cái cặp vành cũng đến từ Ý, cặp vành nhôm Ý đùm của Ý luôn, và nó có thêm một cái níp của Ý nữa nha, níp made in Italia của Ý luôn. Thì bây giờ em xin quay cấu hình chi tiết một chiếc xe đến từ Nhật Bản, Panasonic. Đầu tiên là bộ ghi đông bông tang Litcho. Này có cả chuông luôn nhé. Tiếp theo cặp tay thắng Shimano 105 1050 nhé, cổ điển. Đây, tem mác cũng còn bên này. Ngầm thắng 27 nha, còn rất đẹp. Đây ạ, Drigani của Ý nha, đùm Drigani này. Đây, made in Italy đây. Mixer, vành mixer. Còn đâu liền Meyer là Drigali. Chén cổ thì của Nhật thôi, bằng thép. Đây, tay kéo sang đề này, sang đĩa, sang níp Shimano 105. Cái này nó có cá nha, nó phêu nha các bác. Đó, có lắp đồng hoàng nha. Tiếp theo bộ dò dĩa, cái này thì bộ dò dĩa này thì đánh bóng đi khả năng là nó lên đấy các bạn, này nó bị cái này là cái lớp hình như lớp sơn của nó bị nổ thôi, còn cái lớp nhôm trong nó không bị sao, nó không bị mọt vào trong nhá. Cái này có thể xử lý một cách đánh bóng lên đây. Sang đĩa Shimano 105, cùi đề sau Shimano 105, bánh Ý cực chớn. Đây em cho các bác, tối quá không thấy, nhưng mà cái níp này của nó, điện nhà em nó hơi tối. Cái níp này níp Ý luôn nha các bác nha. Nó sâu ở bên trong kìa, nó sâu ở bên trong đó. Đó, không biết các bác nhìn thấy không. Đây, để em quay chậm chậm. Made in Italy nha. Đó, cái níp này của Ý luôn nha. Vì níp này theo cặp vành này người ta vặn vào đây rồi. 6 líp, 6 tầng líp. Đây, vành nhôm. Mixer made in Italy rất chớn. Trên Nhật thì nó hay có cái đèn phản quang phía sau này. Em đằng sau đấy. Yên Bromeno gì đó. Yên này rất êm nha. Yên rất êm. Đôi bi đan này của Nhật nha các bác nha, đôi bi đan của Nhật luôn này, bi đan nhôm.
đây rồi, thì cái này cũng vậy, tem thông số của nó đây. Nói chung là xe cũ này thì nó không thể tránh khỏi những vết chì xước nữa, nhưng mà tổng quan tổng thể của nó là nó đều xe, nó liền nạp. Đây tem sử dụng cái thị trường Nhật này, thép chất liệu khung là thép chromo dắp co. Panasonic này nó sản xuất sườn rất đẹp, đó dắp co vai ngang. Đó, em quay chi tiết nha, cận cảnh nha, chỗ nào xước em quay hết, em không tránh né gì cả, em quay hết cho các bác. Cọc yên kalin, nó chéo vào nó lên, phối cái màu xanh trắng này cũng đẹp hết. Đây làm cái sườn này nó làm khá đẹp đấy các bạn ạ, sườn này làm rất là đẹp, sườn của Panasonic. Đây là phần bên tay phải, chỗ cái càng sau này nó có bị chảy xước là nó do đi cái bẩn ở trên cái xích này nó bắn xuống, nhưng mà nói chung là chiếc xe này nó liền lạc các bác, đồ rất ngon, số máy ra vào êm. Chuông đây, càng bên này. Rồi bây giờ em vào số cho các bác coi. Đó, lên lên lên, nó tanh tách nè, đó lên, đó đĩa, về số mới xuống đĩa được, đó lên đĩa. Cái này nên đĩa này phải vừa đạp vừa lên cơ các bác, chứ nên sóng của này nó bị kẹt này. Số rất ngon nha, cái này em một tay em cầm máy một tay vào. Rồi khoanh ăn ngay. Rồi thì em cũng đã quay chi tiết tổng thể từng chi tiết một chiếc Panasonic này rồi. Bây giờ em xin nhắc lại cái size của nó, cũng đứng 50 và cũng ngang 51 nhé, phù hợp cho các bác từ 1m60 đến 1m75 đi đẹp nha. Chiếc xe này nó có cũ theo thời gian, nhưng mà đặc biệt là nó có cái cặp bánh bộ của Ý, níp Ý, cho nên là nó cũng gọi là xe nó còn tương đối nha, đều, nó còn đều xe liền nạc chứ không có gọi là xấu lắm. Đi group 1050 tay kéo, một đĩa và 6 lít. Size ông đứng 50, ông ngang 51. Cặp bánh bộ của Ý. Đó, ghi đông ông tăng của Litro của Nhật. Và chiếc này em xin báo giá luôn, xe ở Sài Gòn các bác nhé, thành phố Hồ Chí Minh. Xe này em xin phép được bán với cái giá là 10.500.000 đồng, 10.500.000 cho một chiếc xe Panasonic của Nhật. Nếu bác nào muốn sở hữu em nó thì liên hệ với em theo số điện thoại 0918409
9990. Kết bạn Zalo em sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết. Và em quay thì cũng khá là chi tiết rồi. Đó. Các bác theo dõi kênh YouTube của em, các bác nhớ đăng ký kênh nha. Thì em đăng xe lên là YouTube họ sẽ thông báo cho các bác nha. Bây giờ em cũng xin kết thúc video này, khá dài rồi. Cảm ơn các bác xem hết video của em. Xin chào các bác.